thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi canh thân sinh năm 1980 nam mạng nam mạng tuổi canh thân cung cấn trực trừ mạng thạch lụ mộc khắc bích thượng thổ con nhà thanh đế ông quan đế độ mạng tổng quan tử vi nam mạng tuổi canh thân canh thân nam mạng có cuộc sống ở mức khá không dư giả cũng không thiếu thốn tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ, nếu sống tốt đời đẹp đạo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vào ngày sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần thành đạt trong tương lai. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 80 tuổi. Nếu ăn ở thật thà, hiền lương, làm nhiều việc tốt thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Về tình duyên, chuyện nhân duyên của tuổi canh thân nam mạng được chia ra thành ba trường hợp như sau: những người sinh vào các tháng 5, 7 và tháng 11 âm lịch sẽ có phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Những ai sinh vào các tháng duyên, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8 và tháng 12 âm lịch thì chuyện tình duyên sẽ phải trải qua hai lần thay đổi mới đến được bến bờ, bến đổ cuối cùng của cuộc đời mình. Tuổi canh thân, nam mạng sinh vào các tháng 2, tháng 9 và tháng 10 âm lịch là những người may mắn nhất họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào mà sẽ chung sống hạnh phúc với nhau cho đến trọn đời gia đạo và sự nghiệp gia đạo của người tuổi canh thân nam mạng thường có những đợt sống ngầm nếu không bình tĩnh xem xét nhìn nhận những vấn đề xảy ra để tìm ra phương hướng giải quyết hợp lý nhất thì gia đình bạn sẽ luôn trong tình trạng rối rắm phải đến năm 35 tuổi gia đình mới hòa thuận yên vui trong cuộc đời, công danh và sự nghiệp có nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân, nhưng nếu không biết nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội sự nghiệp có thể tan dở. Khi bạn bước vào tuổi 35 thì sự nghiệp ngày càng bền vững hơn tại Lộc Vượng Phát. Vào năm 45 tuổi, bạn sẽ kiếm được một khoản kết xù tuổi hợp làm ăn. Tuổi canh thân năm mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tại Lộc như tuổi nhâm tuất mậu thìn, kỷ mùi để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp trở ngại, dễ dàng thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng Nếu vợ chồng sống hạnh phúc viên mãn không phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì, tiền tài lúc nào cũng rủng rỉnh, công danh tiền đồ sáng lạng, rộng mở thì tuổi canh thân nam mạng nên lựa chọn kết hôn với những người vừa hợp tuổi, vừa hợp về đường tình duyên và đường tài lộc như tuổi nhâm tuất, mậu thìn và kỷ mùi. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm, nhưng tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu khi bạn nên duyên vợ chồng với những tuổi tân dậu và đinh mão. Nếu kết hôn với những nữ mạng tuổi giáp tý, kỷ tỵ, mậu ngọ và đinh tỵ, cuộc sống vợ chồng hòa hợp cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn xích mích. Điều quan trọng là cả hai đều biết cách nhường nhịn lắng nghe và chia sẻ với nhau để có thể giữ gìn mối quan hệ hòa hợp lâu dài vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên như năm lúc 18 tuổi 20 tuổi 30 tuổi 32 38 và năm 42 tuổi vận mệnh của canh thân kém may mắn bởi vậy không nên tiến hành những chuyện quan trọng như ăn hỏi cưới sinh tuổi canh thân năm mạng sinh vào các tháng duyên, tháng 3 tháng 4 tháng 10 và tháng 12 âm lịch thường có nhiều chuyển biến mới trong chuyện tình cảm tuổi đại kỵ tử vi thấy rằng những tuổi đại kỵ với năm mạng tuổi canh thân là quý hợi nhâm thân ất hợi canh thân và mậu dần trên phương diện kết hôn hay làm ăn hợp tác bạn nên tránh kết hôn kết hợp với những tuổi xung khắc nếu không cuộc sống khó được như ý muốn tuy nhiên vận mệnh của những người không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố tuổi tác quan trọng nhất nên ăn ở hiền lành làm nhiều việc tốt tích nhiều phúc đức mọi chuyện ắt sẽ được hóa giải ngày giờ xuất hành hợp nhất nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì tuổi canh thân năm mạng nên khởi hành vào giờ chẳng ngày lẻ và tháng chẳng khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ gặp nhiều may mắn thuận lợi thu về nhiều kết quả vạn sự như ý đại cát đại lợi diễn tiến từng năm từ năm 27 tuổi đến năm 30 tuổi vào năm 27 tuổi chuyện tình cảm và công việc được khả quan gia đạo im ấm hạnh phúc nhưng cần tránh xuất hành đi vào các tháng 8 sang năm 28 tuổi có nhiều triển vọng cho công việc nếu xuất hành đi xa vào khung giờ hoàng đạo ở trên thì càng thu được nhiều kết quả từ năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi không được tốt, cẩn thận những điều tiếng không hay hoặc bệnh tật bất ngờ. Có hạn vào mùa hè năm 32 tuổi, đề phòng quả hoạn năm 33 tuổi, không nên quá tin tưởng ai đó kẻo bị họ lừa lấy hết của cải. Năm 34 tuổi, mọi chuyện khởi sắc có thể bắt đầu thực hiện những dự định lớn. Năm 35 tuổi, mọi chuyện đều đạt kết quả tốt. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, bạn có hạn vào mùa xuân năm 36 tuổi, chuyện tình cảm có tiến triển mới. Mọi chuyện phải hết sức thận trọng vào tháng 9 năm 37 tuổi, kẻ có tai ách bất ngờ ập tới, có tài lộc về tiền bạc. Vào tháng Giêng năm 38 tuổi, năm 39 tuổi có nhiều triển vọng để bạn thăng tiến, đến năm 40 tuổi công danh sự nghiệp phát lên như diều gặp gió từ năm 41 đến năm 45 tuổi, vận may luôn song hành với bạn vào năm 41 và năm 42 tuổi. Chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo, ốm đau bệnh tật vào tháng 6 năm 43 tuổi. Năm 44 tuổi, có chuyện vui từ việc học hành của con cái. Năm 45 tuổi, tài lộc dồi dào có thể tích lũy hoặc mua một căn hộ hay mảnh đất cho con cái sau này. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, Tháng 10 năm 46 tuổi có vận hạn cẩn thận tai họa từ lửa. Năm 47 tuổi cần chú ý đến sức khỏe bản thân nhiều hơn kẻo ốm đau bệnh tật vào những tháng cuối năm. Vào những tháng giữa năm năm 48 tuổi của đi thay người bị hao tổn tiền của nhưng nhờ vậy mà tránh được tai ách giáng xuống đầu. Năm 49 tuổi đau ốm liên miên vào tháng 5 và tháng 6, kỵ xuất hành đi xa vào tháng 8 và tháng 11, nếu không sẽ rước vạ vào thân đến năm 50 tuổi Tận dụng tối đa những gì mình có cho công việc sẽ thu được kết quả xứng đáng Từ năm 51 đến năm 55 tuổi Trong những năm này có nhiều chuyện vui từ con cái Công việc ở mức bình thường có lọc về tiền tài vào năm 51 và năm 53 tuổi Phải hết sức cẩn thận trong mọi chuyện vào tháng 9 năm 54 tuổi kẹo gặp tai ách Từ năm 56 đến năm 60 tuổi không có biến động vì xảy đến trong năm mọi chuyện đều ở mức bình thường từ công việc đến gia đình cẩn thận kẻo đau ốm vào năm 56 tuổi năm 57 tuổi mọi chuyện bình hòa năm 58 tuổi mọi chuyện có phần hơi xấu có thể bị mất của đến năm 59 tuổi con cái mang lại cho bạn nhiều niềm vui Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.